hôm nay được đi ăn nhà hàng. Ăn mì ly 5 sao nha. Ngon xỉu luôn, có điều cay quá à. Chén thêm một cái đùi gà rán nữa nè. Trời ơi, thơm quá. Còn mỗi một cái xương, thêm một chút vitamin bằng cách ăn một quả cam mọng nước. Ngon nhất nách, nhưng mà vẫn còn thiếu cái gì á. Mười điểm cho bữa ăn hôm nay. Rồi giờ cầm cái bill tính tiền mà hú hồn luôn. Trời đất ơi, mắc quá à. Tháng này mình còn chưa lãnh lương nữa, chỉ có vài đồng bạc lẻ. Yeah, có tiền trả rồi. Video đã được chỉnh sửa, vui lòng không ăn giấy. Và đây chính là hậu trường mà Gen quay cái clip vừa rồi. Siêu vui, siêu hài và cũng siêu vất vả luôn đó mọi người. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng những cái bìa cắt tông. Sau đó thì mình sẽ vẽ những cái món ăn lên và sau đó cắt rời ra như thế này. Bữa tiệc của ngày hôm nay thì gồm có món mì tôm nè, một cái đùi gà và một quả cam. Đầu tiên thì mình sẽ quay cái ly mì trước nha. Đó, bây giờ đang quay thì tôi tới chỉnh lại cái camera coi có vừa ý chưa. Rồi bây giờ tôi sẽ tiếp tục quay tiếp nè mọi người. Cầm cái nĩa lên để bắt đầu một cái cảnh quay ăn mì đầu tiên. Lúc này là chưa có sợi mì nha, chỉ mới giới thiệu cái tô mì thôi. Đó, rồi tới đây là cắt nè. Rồi bây giờ cái giấy thì tôi sẽ vẽ thành từng cái sợi mì như thế này. Cắt một cái đường ngang qua giữa cái tô mì. Sau đó thì mình sẽ lòn cái giấy qua nha. Sử dụng thêm một ít keo hai mặt để cố định cái phần ở bên trong lại. Do mình muốn cái sợi mì nó dài á, cho nên là mình sẽ dùng băng keo và nối hai cái đoạn mì lại với nhau cho nó dài dài tí, cho nó đẹp đó mọi người. Thấy vậy thôi chứ cũng vất vả lắm, vừa vẽ vừa cắt rồi tùm lum tà la thứ hết á. Đó, mọi người sẽ thấy đằng sau ly mì ly là nguyên đống mì bằng giấy như thế này nè. Mình sẽ cuộn lại, không có để cho mọi người thấy nha. Ở cái nĩa thì mình cũng sẽ dùng một ít băng keo hai mặt rồi mình dán vào cái nĩa để lát nữa mình sẽ dán được cái sợi mì vào cái nĩa nha. Mọi người nhớ là dán mặt sau cái nĩa nha mọi người. Còn Gen là Gen đang dán bị lộn á. Trời ơi, tí nữa tôi phải lột ra dán lại, mệt ơi là mệt luôn đó mấy bà. Cái trò này khá là hay bởi vì mình có thể tạo ra được những cái bữa ăn bằng giấy cà tông như thế này, siêu sáng tạo luôn. Đây đây, thành quả của mình là như thế này nè. Bây giờ mình sẽ kéo mì lên và ăn và tôi sẽ ăn giả bộ nha. Trời đất ơi, có mấy bà ác ơi là ác luôn, kêu người ta là ăn thiệt đi chị. Trời ơi, cái này bằng giấy mà làm sao mà ăn thiệt. Chẳng qua là Gen quay cái này để tạo thêm niềm vui cho những bạn xem video thôi, kiểu như là một cái cách sáng tạo á mọi người. Bây giờ là Gen vừa kéo mì lên ăn và mình sẽ ăn tới đâu thì mình sẽ xé bỏ đi cái đoạn mì tới đó và mình sẽ dán lại cái nĩa và mình sẽ tiếp tục ăn. Lát nữa khi mà mình edit video thì mình sẽ cắt những cái đoạn còn thừa đi, mình sẽ cắt những cái đoạn ăn mì và nối lại với nhau thì chúng ta sẽ được cái cảnh ăn mì nha. Và bây giờ tôi kéo hết nguyên một đống mì lên luôn nè, xong rồi thổi và cho vào trong miệng. Không biết là mọi người có hay ăn mì kiểu này không, chứ mình thì cũng rất là hay ăn kiểu này luôn, kiểu như là nó ăn ngon hơn kiểu truyền thống á mọi người. Ăn tới đâu thì cái tay của mình xé giấy tới đó và dục qua một bên. Trời đất ơi, lần đầu tiên ăn mì mà vất vả như thế này luôn. Thế là xong được cái cảnh ăn mì rồi ha. Đó, thể hiện cái mặt vui vẻ nè, diễn viên đó chứ không phải là đùa. À, diễn viên này không có được đóng phim, chỉ được đóng ở trên kênh YouTube của chính bản thân mình thôi. Còn đây là cái đùi gà rán mà Gen đã tự vẽ. Có mấy bạn nói là vẽ cái đùi gà rán gì đâu mà nhìn giống cái đàn guitar ghê. Mà công nhận là bây giờ Gen nhìn lại thì mới thấy nó giống cái đàn guitar thì có mọi người, rất là buồn cười luôn. Còn đây là mọi người đang nhìn thấy cái quá trình làm việc của Gen nè. Mình cắn cái đùi gà tới đâu thì mình sẽ dùng cái kéo và cắt tới đó. Trời đất ơi, công nhận tôi diễn cũng chuyên nghiệp thật sự á. À mà mọi người cũng thông cảm nha, tại vì quay cái này cho nên là cũng cho cái bìa cắt tông vào trong miệng cạp thiệt luôn. Tuy là nó không có được sạch cho lắm nhưng mà Gen cũng đã cố gắng sạch hết mức có thể rồi. Là mình đã sử dụng những cái bìa cắt tông mới và sạch nhất. Nhiều khi trong công việc thì cũng có nhiều cái cần phải hy sinh tí xíu, thì cái này hy sinh vì nghệ thuật, hy sinh vì công việc một xíu cũng được, không có sao. Cho nên là các bạn xem video cho vui thôi chứ đừng có bắt chước tại nhà. Bỏ mấy cái này vô trong miệng đâu có sạch sẽ gì đâu. Còn đây là tôi xé cái quả cam ra để ăn nè. Muốn có được cái quả cam như thế này thì mọi người phải làm hai phần nha. Một phần là ruột quả cam ở trong thì bằng bìa cắt tông, còn cái phần ở ngoài thì mọi người có thể sử dụng cái giấy bình thường để mình vẽ một cái quả cam. Sau đó hai cái quả cam này cùng kích thước với nhau và mình sẽ dán lại. Khi mà mình xé cái lớp ở bên ngoài thì nó sẽ lộ ra cái lớp ở bên trong. Và tôi cũng đang giả bộ ăn giống như từ nãy tới giờ nè. Mà công nhận nha, ăn giả bộ mà ăn nhiệt tình ghê luôn á. Mà đã vậy còn ăn điệu nữa chứ. Sau khi đã ăn hết cái mâm đồ ăn rồi thì bây giờ chuyển qua uống nước nha. Hôm nay thì mình sẽ uống nước ngọt và mình đã vẽ sẵn một cái ly nước ngọt có đá ở bên trong và có sẵn một cái ống hút như thế này. Vẽ thêm cái ly có cùng kích thước nha, và đặc biệt là nó sẽ hết nước rồi nha cả nhà.
Thế là mình xong được cái cảnh uống nước ngọt rồi nha. Còn bây giờ đến với cái phần trả tiền. Cái túi tiền á, thì tôi sẽ để ở dưới như thế này và cầm lên trên cho nó chân thật. Bây giờ mình sẽ kẹp 2 đồng xu lại và đổ ra. Thiệt ra là 3 đồng xu á, mà 1 đồng bị rớt xuống dưới đất rồi, cho nên là tôi cầm 2 đồng thôi. Bây giờ là mình đang diễn cái cảnh có con ruồi hay con ong gì đó, nó bay bay và nó cầm một tờ tiền nè mọi người. Đây là cái cảnh mà Gen ăn xong và nhân viên đưa hóa đơn cho mình. Mình phải nhờ một người ở bên ngoài đứng đưa cái hóa đơn cho tôi nè, để cho nó chân thật. Còn đây là cái cảnh mà đang nhìn lên trên trời và nhìn có con ruồi hay con ong nó thả cái tờ tiền xuống. Thật ra là có người đứng ở bên ngoài và thả tiền xuống đó cả nhà. Ok la, và đây chính là thành quả của mình sau khi edit. Mọi người hãy cùng xem lại thêm một lần nữa nha. Lần sau nếu mà mọi người thích cái chủ đề này thì mình sẽ làm nhiều hơn nữa. Và mọi người nhớ nè, nhớ bình luận cái món mà mọi người muốn Gen ăn hay là Gen nấu bằng bìa cát tông ở dưới phần bình luận cho mình biết nha. Lần sau thì mình sẽ làm video giống giống như vậy, chỉ khác là cái đồ ăn nó khác thôi. Và ăn món gì là do mọi người lựa chọn đó, cho nên đừng quên để lại dưới phần bình luận. Bình luận nào có nhiều like thì mình sẽ làm cái món đó để cho mọi người xem video nha. Còn bây giờ đừng quên like video, đăng ký kênh và nhấn cái chuông bên cạnh để chúng ta gặp nhau vào lần sau. Chúc mọi người có một buổi tối thật vui vẻ.